Chào quý vị và các bạn, Mercedes Càng có mặt tại vườn nhà anh Nam Nê, giới thiệu cho quý vị các bạn một cái cây sinh quê rất là quý. Cái tác phẩm là Linh Vũ Đằng Sơn. Vị nguồn clue tự nhiên. Vậy dễ thì nhuyễn hết à. Đây là trục dọc của cây. Nó rất là đẹp. Chai sạn hết rồi. Đây là mặt sau.